Xin chào các bạn. Mùa hè đến rồi, trời rất là nóng. Hôm nay rảnh rỗi mình lôi quạt tích điện ra để chuẩn bị cho mùa hè. Vào mùa hè thì thỉnh thoảng mất điện, mà nhà có trẻ con thì rất là cực khi mà mất điện. Cho nên là hôm nay mình lôi cái quạt tích điện ra để kiểm tra lại xem nó còn hoạt động không. Thì đây là cái quạt tích điện, nó chạy bằng ACQUI. Nhưng hiện tại ACQUI của nó thì mình vừa kiểm tra thì nó chết mất rồi. Mỗi năm ngoái năm nay là chết, không sử dụng là nó chết. Mình đã tháo các ACQUI và vứt bỏ đi. Đây là cái hộp đựng ACQUI của nó. Đây, nó sẽ có hai cục ACQUI 6V có khoảng độ 4,54 ampere. Hai cục này sẽ đấu nối tiếp nhau để nó thành 12V. Thì quạt này quạt 12V chạy 12V. Thì hai cái ACQUI nó đã hỏng rồi. Cái ACQUI này rất là nhanh hỏng, không sử dụng thời gian là nó hỏng ngay. Cho nên là mình đã tháo và vứt bỏ nó đi. Thì thay vào đó thì mình sẽ độ nó thành những quả pin lithium này, độ vào thay cho ACQUI. Không dùng ACQUI nữa, mua ACQUI nhiều lần quá rồi, dùng được một thời gian nó lại hỏng. Cho nên mình có quyết định là hôm nay mình sẽ đổ cái pin này cho cái quạt tích điện này. Nó có hai cái hộp để đựng ACQUI đây, thì cho mình sẽ đổ pin vào đây. Chỗ này không biết được bao nhiêu viên. 12 viên các bạn. Mỗi bên này sẽ được 12 viên. Ok, hôm nay mình sẽ đóng một bên thôi. Thì cũng chưa có điều kiện để đóng hai bên. Mua pin này cũng khá tốn tiền đấy. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện đóng cái pin này. 12 viên pin này. Mình xếp như nào để cho nó dễ đóng. Chứ sao lung tung này là rất là khó đóng. Đấy. Nếu mà đóng đủ 12 viên thì sẽ cho mình cái dung lượng của nó lên đến khoảng độ 10 ampere. 10 ampere thì chạy thoải mái, chạy cả ngày được. Vẫn là 12V, mình sẽ đóng 12V, đóng bộ pin này là khoảng 4V. Mình sẽ đấu vừa nối tiếp vừa song song để cho điện thế là 12V và dung tích khoảng 10 ampere. Ok, bây giờ mình sẽ đi đóng cái pin này. Trước hết là mình sẽ định hình cái pin và sẽ cố định cái pin đã, sau đó mình sẽ hàn sau. Vừa nãy thì mình có ý định đóng 12 viên. Tuy nhiên thì đặt 12 viên vào đấy thì nó hơi bị kích. Ngoài ra còn phải đặt thêm cái mạch này vào nữa. Đâm ra nếu mà đặt 12 viên thì nó hơi kích quá, sẽ khó thao tác và khó đóng pin hơn. Do vậy mình đã giảm số viên xuống còn 9 viên. 9 viên thì mình sẽ đóng 9 viên này thì nó sẽ có dung lượng pin khoảng độ 7,5 ampere. Đấy, thì mình sẽ phải xếp như này. Xếp pin như này thì mình sẽ đóng pin cho nó dễ. Sẽ chia làm 3 cặp, mỗi cặp 3 viên. Đấy, mỗi cặp 3 viên. Các cặp thì sẽ đầu song song. Một cặp song song 3 viên pin. Song song 3 viên pin. Và 3 cặp này sẽ đấu nối tiếp nhau. Thì nó sẽ cho ra điện thế 12V. Thì mỗi một cặp này là vẫn là 4V mà. 4V mà đấu song song thì nó vẫn là 4V. Đấy, 3 cặp này nhân lên sẽ là 12V. Thì mình sẽ định hình cái pin như này. Đấy, và mình sẽ đi đóng nó. Ok, để mà đóng được pin thì mình cần như trước mình đã giới thiệu,
cần pin này, mạch bảo vệ này. Đây mình sử dụng cái mạch 3S, mạch to hơn cái mạch trước, mình đóng cái pin cho cái máy bắn vít vì công suất của cái này nhiều hơn, lớn hơn, đâm ra là cần cái mạch lớn hơn, mạch 3S cho dòng xả là 30A. Tiếp theo là cái miếng, các cái miếng dán cách điện ở các đầu pin, kẽm hàn và một cái đầu để sạc, đầu này để sạc khi hết pin. Đấy, những cái thành phần cần thiết. Ok, bây giờ mình sẽ phải đi cố định các cái viên pin này lại đã. Mình sẽ cố định nó bằng keo nến. Ok, bây giờ mình đã định hình được xong cái khối pin này. Các bạn chú ý phải các cặp pin phải đối đầu đối ngược nhau. Đây, luồng đầu pin nó sẽ là, đây là âm, đi lên đây, sang bên này, xuống đây, sang bên này, bên đây, đây là cực dương. Cả khối này nhé, khối 3 viên đầu với 3 viên đây này, đây này, 3 viên để đầu với đây. Ok, bây giờ mình sẽ đi hàn cái thiếc vào cái kẽm. Ok, vậy là bây giờ mình đã hàn xong cái khối pin này. Mối hàn nó cũng không đẹp lắm nhưng mà chắc chắn. Bây giờ mình sẽ đo cái pin này xem là đủ. Pin này là pin mới, chưa được sạc đầy, đâm ra là đo nhiều cái dung lượng nó cũng không được đủ lắm. Đây là 0V. Lên 9,97V. Đấy, khi mà sạc đầy thì nó sẽ lên 12V. Đây, mỗi một cặp pin 3,24V, sạc đầy sẽ là 4V. Điểm này là 8V, nhưng đây là chưa đầy nha, có 6,6V thôi. Thế vậy là đầu pin và hàn pin của mình là chuẩn rồi, không sai. Bây giờ mình sẽ đi hàn cái mạch này mà. Ok, vậy là tôi đã hàn xong cái mạch cho cái khối pin này. Đây,
đầu này là B trừ, tức là 0V, B cộng 11V, 12V, B1 37V, B2 7,4V. Điểm này. Ok, bây giờ mình sẽ đo lại cái đầu ra của cái pin này nhé. P cộng P trừ 9,9V, đúng như vừa nãy. Ok, bây giờ mình sẽ hàn cái đầu sạc vào cái B cộng B trừ này để sạc pin, và đầu ra của cái khối pin này cũng là B cộng B trừ. B cộng là âm, B cộng là dương, B trừ là âm. Giờ mình sẽ đi hàn nó. Mình phải cần một cái công tắc để đóng mở khi cần thiết. Mấy cái đầu cốt này để phục mà. Mình đã đục sẵn các cái lỗ này để nhét công tắc vào. Còn cái lỗ này là cái đầu sạc. Ok, bây giờ mình sẽ cho cái đục pin này vào trong cái quạt. Ở đây mình đã câu sẵn hai cái dây để lấy nguồn ra bên ngoài để đấu cho nó tiện. Bây giờ mình sẽ lắp cái pin này vào.
chạy rồi các bạn ạ, cực mạnh luôn. Hai tốc độ quạt đèn này cháy mất rồi, đèn này vẫn sáng. Ok, hoạt động rất tốt, rất mạnh. Mình cảm giác như mạnh hơn so với việc cắm cắm nguồn 202. Đây đèn dự phòng khi mất điện, khi nào bóng này cháy mình sẽ chế nó thành hai cái dải led để sáng hơn, tăng độ sáng và bền hơn. Bóng compact này rất nhanh cháy. Ok các bạn, như vậy là mình đã độ xong cái cục pin cho cái quạt điện dự phòng phục vụ cho mùa hè, cho mùa hè khi mà mất điện. Các bạn nào có muốn mình chế thì cứ mang đồ cho mình, mình sẽ chế free cho. Tất nhiên là các cái vật tư thì mình chỉ lấy tiền vật tư thôi, hoặc các bạn tự mua vật tư về mình sẽ chế cho các bạn free luôn. Thực ra chế pin này thì giá thành có thể là cao hơn cả cái khi mình mua ắc quy để cắm vào, nhưng quan trọng là mình được trải nghiệm. Ok các bạn, nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ video cho mình. Đừng quên đăng ký kênh Spoil của mình để xem những cái video tiếp theo. Xin chào và cảm ơn các bạn.